Cái việc chính của mình là một cái người xuất gia là muốn ra khỏi sanh tử, muốn đạt được sự nhẹ nhàng trong hiện tại cũng như tương lai, nên chúng ta không bị một cái gì mà phụ mà nó làm trở ngại trên sự tu của chúng ta. Thời này có hai cái điều mà chúng ta nên cảnh giác và nên tránh. Một là vật chất, nó có thể làm tổn thương đến cái con đường đi của một người xuất gia, là nặng vấn đề vật chất. Thứ hai là liên quan đến vấn đề ái dục. Nên là mà vật chất thì có liên quan, như hôm qua đề cập đến vấn đề giới sát, ngay giới sát, nên là nó lạc vào trong cái bốn thứ Đức Phật gọi là tà mạn. Nên có cái câu là biển rộng mênh mông không chi hơn ái dục, tình trần mang mát khó đoạn chỉ có sát sanh. Sát sanh những cái vật nhỏ đến cái vật lớn, vì cái sự sống của mình mà giết chúng sanh, đó thuộc về tánh giới. Hành phải khéo léo như thế nào để chúng ta đừng bớt tạo nghiệp. Thì nhiều cái vị kinh nghiệm, ví dụ như chúng ta sợ rau có thuốc sâu rầy, ăn nó độc, ngon ngoài chợ không dám mua, mình trồng mình ăn. Thì trồng ăn thì nó cũng không hay rồi, nhưng mà so với các cái thuốc độc kia thì nó tốt hơn. Mà trồng ăn thì phải sát sanh. Có nhiều người đề nghị xịt sâu rầy trước khi có sâu rầy. Nhớ chỗ này, mình xịt trước thì sâu rầy nó đâu có lại. Tại vì mình có sâu rầy mình mới xịt, xịt thì nó phải chết. Còn mình xịt ngừa chứ không phải là diệt. Nhớ mình ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Mình ngừa thì nếu mà cái mình xịt ngừa nó cũng như trong phòng, phòng mình có mũi, là trước khi có mũi, trước khi tối mình lo mình xịt trước, hôi trong phòng mũi không vô, nhưng mũi đã vô thì mình xịt chắc chắn nó phải chết. Tại chúng nhớ cái chỗ này, nó đó là một cách, cũng cách nó khéo mình để tránh thôi. Chứ có mũi mình mà xịt nó phải chết, mà mình xịt trước mũi nghe cái hơi nó không dám vô, đó cũng cách để mình tránh. Mình tránh nó đều những cái việc mà nhỏ nhỏ. Mình không nỡ vì một cái ăn của mình tự lợi mà tổn thương giết loài chúng sanh, không nỡ. Những cái nhỏ nhỏ vậy đó đại chúng thấy cũng là khó lắm như vậy. Cuốn đất làm sao tránh khỏi như côn trùng? Tại vì mình chưa chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng là ly ngộ sát. Trong cái tinh văn, ngoài cái nhiếp lục nghi còn định cộng giới và đạo cộng giới. Định là có giới, hết định hết giới. Đạo cộng giới là cái lực khi mình đã ngộ được cái sơ quả hay là kiến đế, là mình được cái phước ly ngộ sát. Có cài đất, làm ruộng, cuốc đất, trùng kiến luôn luôn lúc nào cũng cách lưỡi cuốc 3 tấc đến 2 tấc. Đó được cái quả mà ly ngộ sát. Bây giờ mình chưa được thì cố tránh tối đa. Thành là cái bài kệ mà đi sáng ngày khuya đi xuống giường, bước xuống chắc chắn rằng những con chúng sanh ở dưới chân mình, mình không cố ý, nhưng mà vì lòng thương, lỡ như vậy nguyện nó sớm sanh tịnh độ. Nên đó là ngộ sát.
phước ba cái tội nó còn ít. Đó điều thứ nhất thầy muốn nhắc nhở. Vào cái thời này là cái thời mà vật chất được tôn vinh, cái xã hội tôn vinh vấn đề vật chất, mà vật chất mà tạo ra là cái sự ý thức đệ lục thức làm việc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cách rất nhiều, đó là sự phân biệt. Mà phân biệt của lục thức có người tu đó là đầu mối của sanh tử luân hồi. Hình như con vượn con khỉ nó chuyền cây, phải đốn cây bớt để cho nó bớt lại. Lục thức nó làm việc nhanh chừng nào cũng như tôn ngộ thông thì cái xa sự sanh tử. Chúng ta nhập thất để cô lập cái đề lục thức, trở về tô điểm cái A La Gia. Thì đôi khi chúng ta nặng vấn đề tài sản, chúng ta đi làm. Như có hai sư cô khi học ra trường, khi học rồi thì giáo thọ sư cũng dạy kinh điển là nếu có tu một ngày ăn một lượng vàng cũng tiêu, còn không tu hốt một hốt nước cũng phải đền trả cho đàn na thí chủ. Một vị thì sợ quá, sẵn có cái ngày mai tôi túc, tôi mai tôi ăn tôi không thiếu nợ ai hết, tự tôi làm. Nó thì đầu tiên là mai là biết là sống về tà mạng, Đức Phật làm ra của cải là tà mạng. Người xuất gia làm ra vật chất, không làm ra vật chất mà làm ra trí tuệ. Ngồi kiết già, ngồi bán già, quán tưởng, tu. Đó là cái việc chính của một người xuất gia. Còn làm lụng để có cái việc ăn là nó thuộc về tà mạng, Đức Phật nó rõ ràng. Thì cái vị này nghĩ rằng mình thọ đàn na thí chủ phải trả, tu ít mình phải là khó thoát khỏi cái nợ, thì thôi có cái nghề mai. Có cô kia, sư cô kia không có nghề gì hết mà thọ đàn như na thí chủ, cho nó thọ tài như thọ thực, thọ tài như thọ tiễn, mà thọ thực như thọ đao, thọ tài như là thọ tên, thọ miếng ăn như thọ dao mút vào trong bụng. Thọ cố gắng để mà tu ngày đêm không bao giờ mà dám gì hết, lo tu suốt. Thì cái cô mà tự túc bằng mai nè, khéo, ngày nó ít, có thời gian niệm Phật, có thời gian công phu, càng ngày càng nhiều quá, ta đem đồ ta mướn nhiều quá, tâm nam tâm tham khởi vậy, phải về mang mai ngày mai đêm không có tu. Thì cô quan niệm rằng của mình mà làm được nhiêu mình ăn nhiêu, mình tu được nhiêu mình hưởng nhiêu, không có trả cho ai hết đó, tại của mình tự túc mà sống không sợ gì hết. Rồi giải đãi lần lần, mai mệt mỏi quá ngủ đâu có một ngày không được một ngồi không được một thời ngồi thiền, không một câu niệm Phật. Càng ngày thời gian vật chất nó nhiều, ra đời mua nhà mua cửa đủ thứ, còn cô kia cố gắng để ăn thiếu là khổ sở, nhưng tu tới suốt đời. Đại chúng thấy khó, cái tâm của mình không làm chủ được, nó gạt mình rất nhiều, gạt rất nhiều. Cái tâm tham nó ẩn phía trong. Thôi để mai tội, cô kia cũng không có áo, y áo, có mặc người khác, không có đồ mặc, thôi mình trợ duyên cho họ mặc, chưa hẳn để có tiền. Nhớ cái chỗ này, thành cái đó là cái rất quan trọng mà chúng tôi nhắc. Nhất định, từ nhỏ tới lớn, là trú xứ Huệ Nghiêm, ảnh hưởng của Hòa Thượng Bảo Huệ, có thu bà của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng Trí Tịnh, không có một cái tự túc nào hết, cả cái phòng phát hành nhất định không có, không có một cái điều gì hết mà chúng tôi cũng sống dư giả. Phải nói dư giả chứ không phải
Như ông thầy kia, ông muốn cất chánh điện, anh bàn tôi với thầy là Trang, con muốn vay tiền để con mở ra cái siêu thị để mà con buôn bán kinh doanh lấy tiền lời để mà cất chánh điện, chứ không có tiền thì Phật tử ở đâu. Tôi nói làm vậy là tà mạng, hoặc Long Thiên Hộ Pháp đâu hỗn hộ. Ông thấy tôi tối ngày tôi lo tu, tôi dạy luật không à, mà tôi cất cái giới đài trên 100 tỷ. Tôi cất trên 100 tỷ 3 năm, 4 năm, gần trên 100 tỷ ta cúng, không xin ai đồng bạc nữa, không nói tiếng nào. Cái việc làm mình lo tu, Long Thiên Hộ Pháp không bao giờ bỏ. Đại chúng nhớ, cứ tu dư luật thì không bao giờ đói, tin chắc như vậy. Đừng làm gì hết đó. Lo tối ngày tu không bao giờ đói. Như hôm qua thì kể, hay không thì kheo đi vô đều trong đồng trong, không bao giờ. Tại chúng ta sợ thiếu. Đó là cái rất quan trọng. Mà trong cái là đời sống hàng ngày xuất gia, chúng ta ưa kẹt vào trong vấn đề vật chất rất nhiều. Hồi chiều loạn đầu này, chiều loạn đầu kia, cái đó là cái rất quan trọng. Đây nhắc nhở rất là thực tế. Tại cái đời này là cái đời mà vật chất nó đang lên, được đang tôn vinh, thế giới đang tôn vinh vấn đề vật chất, vấn đề tài. Thành nếu mà không khéo mình lạc, thành chúng ta tu được gọi là nghịch lưu, nhớ, ở thế gian gọi là thuận lưu, theo cái dòng nước chảy, theo sinh tử. Còn chúng ta là bơi ngược dòng đến bờ giải thoát. Nếu lúc nào không bơi, không chèo thì thuyền sẽ trôi trở lại. Đó rõ ràng. Hai thằng chúng tôi rất là quý những ai mà dám buông xả, dám buông xả không thợ nghèo mà nó tu, không bao giờ. Hai cái đó là cái mà rất hay, cái rất quan trọng. Và cái đó là những điều chúng tôi nhớ đầu nhắc nhở. Thì hôm qua chúng ta nói về cái phần chỉ trì, bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cái phần tác trì. Thì cái tác trì liên quan đến đời sống tập thể rất nhiều, từ cá nhân đến tập thể. Và trước khi học về cái phần tác trì thì giờ là liên quan đến cái tập thể sinh hoạt của tăng đoàn. Mà nếu nó tập thể thì chúng ta không ngoài cái việc mà yết ma, cái phần tác trì của giới luật chính, chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là tự lợi, tác trì là lợi tha. Thành hôm qua nói là Vinaya nó có chỉ trì và tác trì. Mà tác trì này là nói liên quan đến yết ma. Hai chữ yết ma là do cái chữ cạt ma hay cạt măng, mà tiếng Phạn gọi là nghiệp. Đó là nghiệp, mình dịch ra nghiệp. Nghiệp nó có hai, một là cá nhân, hai là tập thể. Nó là nghiệp à, thì dịch ra là gì? Từ cái nghiệp, từ cái cạt ma cạt măng, dịch ra là tác pháp biện sự. Hay là sự biện sự là cái việc nó xong hoàn tất. Tác pháp nhờ cái việc gì mà nhờ xong? Do cái ước ma này. Hay là nói đủ, vạn sự do tư thành đạo cố. Nên nguyên cái chữ Hán, vạn sự do tư thành đạo cố, muôn việc nhờ đây mà thành tựu được viên mãn. Ví dụ như thọ giới chúng ta không có ác ước ma, làm sao thành tựu được cái một vị tỳ kheo tỳ kheo ni? An cư tự tứ chúng ta không có ước ma, làm sao được? Rất nhiều cần kết cương giới, không có ước ma hay là làm sao thành tựu? Vậy ước ma là gì? Nói ước ma là cái sự đồng ý của tập thể, chứ không phải là cá nhân. Từ 4 vị trở lên thì ước ma là đối tượng, phải nói về tăng. Tăng là cái đối tượng yết ma. Nếu không có tăng yết ma để làm gì, ai yết ma?
Thành dầu Đức Phật đưa ra có tâm niệm yết ma, đố thú yết ma và tăng pháp yết ma. Yết ma có ba loại là tâm niệm yết ma. Ví dụ tới ngày đó an cư mà mình cái thất mình nó có một mình, thưa với Phật, con nương vào trú xứ này 3 tháng tiền tâm họa an cư. Nó lên vậy là tâm niệm yết ma. Tới ngày Bồ Tát có mình cũng tâm niệm yết ma. Tại yết ma nó lên thành lời, một người cũng có thể là nó là yết ma. Đó là cái tâm niệm mắt ngắm biết ma. Thứ hai là đối thú yết ma, là đối với 2-3 người trú xứ mình, 2-3 người. Tới ngày ăn cư mình quỳ mình thưa 2 người kia, đó cũng gọi là đối thú yết ma. Nhưng cái đó là phụ, cái chính là tăng pháp yết ma. Từ 4 vị tỳ kheo trở lên là tăng pháp yết ma. Thì nếu mà nó tăng thì nó có 4 loại tăng. Tăng 4 người, tăng 5 người, tăng 10 người và tăng 20 người. 4 người tăng làm được những việc gì, 5 người làm gì được gì, 10 người và 20 người. Đó là 4 người làm việc rất thường. Chùa mình có 4 vị tỳ kheo ni có thể là Bồ Tát được. 4 vị tỳ kheo ni không thể tự tứ được, có thể an cư được mà không thể tự tứ được. Tại vì sao? Tại vì tự tứ là nhờ 3 tháng an cư rồi, nhờ tăng chỉ lỗi cho mình. Tăng thì 4 vị, mệnh người nữa 5 vị mới chỉ lỗi. Trong mình có 4 người, mình kêu 3 người kia đâu gọi là tăng. Nhớ, thấy nghe nghi 3 điều trong 3 tháng an cư. Đâu phải là tự tứ với 4 người, 5 người. Còn an cư với 3 người, an cư là đọc lại để mình nhớ cái lỗi của mình phát lộ sám hối, chứ không có kêu ai cử tội mình. Còn an cư là cử tội. Con cư trong 3 tháng, 3 tháng đó thấy nghe nghi, con thấy thì con sám hối vô pháp, còn không thấy thì nhờ tăng chỉ lỗi cho con như pháp mà sám hối. Đó, nhờ tăng mà chỉ lỗi nó phải cần 5 người. Đó là phân biệt được cái là tăng. Ví dụ như 5 người để truyền giới nơi biên địa, 10 người truyền giới đô thành, 20 người xuất tổ tăng tạng. Nếu 19 người chưa đủ. Đó là có 4 loại tăng. Đó là đối tượng của yết ma. Thì trong này nói thành phần của tăng là phân loại tăng. Tăng trong túc số nói ra thầy kể. Rồi phân loại tăng của trú xứ thì như hôm qua nói là chiêu đề tăng và thường trú tăng, tăng của trú xứ. Rồi phân loại tín phái là tỳ kheo 4 vị cũng gọi là tăng, tỳ kheo ni 4 vị trở lên cũng gọi là tăng. Nhưng qua đề cập đến Á Tăng, Á Tăng giàu Trung Quốc có nêu ra, nhưng mà cái đó không được xài đó, không được xài trong yết ma. Tại vì tăng, thành phần của tăng thuộc về tăng, nhưng mà ni thì gọi là Á Tăng. Như Á Hậu vậy, Hoa Hậu và Á Hậu thua hơn chút xíu gọi là Á Hậu. Nhưng cái này là Trung Quốc đặt ra vậy thôi, chứ không có thường xài. Khi mà Đức Phật từ trên đường từ nước Xá Vệ trở về Câu Thi Na, thì trên con đường Đức Phật dừng chân lại cái một làng của bộ tộc Mạt La. Khi dừng chân lại nghỉ một đêm tại đó trên đường dài đi về, thì Sa Di Chu Na và A Nan đi vào trong làng, trực tiếp nhìn thấy Ni Kiền Thân Tử vừa tạ thế, giáo chủ của Ni Kiền Tử vừa tạ thế. Hàng đệ tử các ngài coi như là đấu đá với nhau, cãi vã với nhau, lời thầy mình giải. Mới thầy mới là tạ thế, là
việc sự cố xảy ra liền, cãi mã bất hòa. Thì A Nan Sa Di Chu Na chứng kiến cảnh đó, sợ liên tưởng đến ngày mai kia Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, hàng tỳ kheo có thể xảy ra việc này, đem việc này thưa với Đức Phật, trình bày Đức Phật. Đức Phật mới là đưa ra bảy pháp để dập tắt cái sự tranh cãi, và sáu pháp hòa kính khi đoàn thể tăng già ở chung, sống tinh thần luật hòa, ai cũng biết về sáu pháp hòa kính. Bảy sự dứt trợ tranh cãi là trong cái giới của mình là cái chương, cái điều chót đó đấy. Đáng làm hiện tiền tỳ ni cho là hiện tiền ni, đáng bất suy tỳ ni cho bất suy tỳ ni, đến đáng làm như pháp che cỏ hay như pháp che cỏ, hay cỏ che đất như cỏ che đất, thì đó là để gì? Để dập tắt cái sự tranh cãi. Phương pháp dập tắt cái sự tranh cãi trong tăng già, cũng như xảy ra cô Zumbi, cái việc mà nó rất là một giọt nước thôi mà nó xảy ra tới chia rẽ lớn nhất trong tăng đoàn ô xuân bây giờ đời Phật. Còn đề bà Đạt Đa là cái việc mà phá tăng lớn nhất trong đời Phật, phá tăng còn nó chia rẽ trong tăng đoàn. Thì kể cái chuyện, nếu chúng ta ở tập thể một cái việc nhỏ mà chúng ta không khéo dàn xếp, không khéo bỏ, thì xảy ra cái việc lớn như cô Sumbi. Khi Đức Phật dạy hàng tỳ kheo tắm, vô nhà tắm, khi tắm rồi úp cái xô lại, úp cái thùng lại, người sau đi được vệ sinh, trùng không sanh vào trong đó. Nhưng mà cái ông chuyên vấn đề trì kinh, ông vô ông tắm trước là ông quên đi, quên úp. Rồi ông ra cái ông trì luật, ông vô ông tắm, ông thấy ông này dạy không có thực hành lời Phật dạy. Phật dạy kêu úp cái xô xuống là ông không úp. Ông này ra rồi mới nói ông kinh sư, trách anh kinh sư sám hối, nó tôi quên cho tôi sám hối. Xong nếu việc dạy tới đó thì có gì xảy ra không? Nên là ông luật sư này đem cái việc đó nói với đệ tử của cái ông kinh sư. Thầy của ông không giữ luật, không lờ là không nghe lời Phật dạy, trái làm trái lời Phật dạy. Ông đệ tử về mới nói với ông thầy, cái ông thầy luật sư ông trách thầy như vậy. Ông này sao lạ, tôi đã xin lỗi rồi mà tại sao ông này cố tình vậy? Bắt đầu chia rẽ giữa hai bên, kéo nhau. Phật tử cả tăng, hai người có đệ tử đã là làm là đủ thứ, chia rẽ không nhìn nhau. Đức Phật lợi can nói là các ông hòa hợp để sống, đừng chia rẽ, đừng cãi giả. Những vị đó mới nói việc này việc là việc nhỏ của tụi con, đâu có đáng gì thầy đâu mà thầy để ý gì vậy. Phật nói vậy nó cũng không nghe mình nữa, thôi ôm gói vô trong rừng ẩn mình một, không cho ai vô hết, không cho vô. Thời gian có một con voi già, nó vô tìm Đức Phật, nó xin Đức Phật ở chung. Hằng ngày nguyện xuống dưới suối lấy nước lên cho Đức Phật xài. Đức Phật nói ông già, sao không ở trong cái bầy voi? Ông nó già cả, nhỏ nó quậy quá chịu không nổi, thôi kiếm chỗ để tránh. Rồi thời gian có con khỉ già vô, tình nguyện vô sượt ở chung. Hằng ngày đi hái trái cây lấy mật ong cho dân Đức Phật. Đức Phật cũng hỏi, nó già, nó quậy quá chịu không nổi. Thành cái bức tranh thường thường có con khỉ dân trái cây, con voi là dân nước, thì cái bức tranh từ đó. Cô Zombie, khi những người Phật tử họ tìm Đức Phật không ra, biết Phật trong rừng, tìm hiểu Đức Phật dần hàng thì kéo cô Zombie. Những Phật tử mới là tuyên bố từ đây trở về sau, khi thấy mấy thầy ở cô Zombie đừng cúng dường,
Không ai cúng cho mấy ông đó ăn hết. Thời gian tất cả đi khất thực cũng được đói, phải tự động hòa hợp trở lại mà vô thỉnh Phật về. Đại chúng nhớ, đó là một việc nếu tập thể chúng ta mà không có xả ngã, làm gì một chút cố chấp thì nó tăng đoàn sẽ bị tan rã, sẽ bị phá hoại, chia rẽ. Đó là nói vấn đề này, thành đó, yết ma. Vậy là yết ma là gì? Đó, yết ma là cái mà khả năng hay là cái điều chính của yết ma. Nó là gì? Yết ma hay là đổ tăng dạy yết ma là hành sự của tăng căn cứ trên nền tảng và sự thanh tịnh hòa hợp của tăng, gồm những nguyên tắc đối với phải tuyệt đối luôn tuân theo áp dụng tùy theo đối tượng của hành sự. Đó là cái cách mà nó còn cái chức năng chức năng yết ma là làm sao là cho cái việc đó được thành tựu. Tăng không hòa hợp làm cho hòa hợp, đưa đời sống của hàng tăng già sống trong sự hòa hợp và thanh tịnh. Đó là cái chức năng của yết ma. Không hòa hợp làm cho khai hòa hợp, nên những cái việc không thành tựu làm cho thành tựu. Đó là chức năng của yết ma. Thì yết ma này có hai: một là trừ ác, hai là sanh thiện. Trừ ác, ví dụ mà phạm tội tăng tàng nhờ yết ma mà được diệt các cái tội. Sanh thiện là tác pháp yết ma mình được thượng thọ giới, mình được an cư, mình được tự tứ. Đó là sanh thiện. Thì công năng yết ma không ngoài ba cái điều đó. Thì cái đối tượng yết ma nó có ba: một là nhân, hai là pháp, ba là sự. Nếu nhân là gì? Nhân là người. Người đây, nếu mà không có người yết ma để làm gì, ai yết ma? Thì đó là phải là đầu tiên phải là người. Có người, người mà đây là kể túc số của tăng, mà tăng là cái thành phần thanh tịnh của tỳ kheo. Tỳ kheo thanh tịnh, nhớ, tỳ kheo thanh tịnh mà là thành viên của tăng già. 1000 vị tỳ kheo không thanh tịnh thì không thành tăng. Đại chúng nhớ, ngày hôm qua chúng tôi giải thích vấn đề thanh tịnh, Đức Phật đã dạy tỳ kheo thanh tịnh là trừ cái thiên ba la di ra, những thiên sao có phạm đã sám hối, đó là thanh tịnh, được gọi là tỳ kheo thanh tịnh. Nhớ, mà thanh tịnh là tăng, là từng cá nhân tỳ kheo thanh tịnh thành một tập thể thanh tịnh tăng già, nên gọi là tăng, nó hòa hợp. Thì cái nhân này phải kể là tăng túc số 4 người, 10 người, 5 người, 20 người trở lên. Đó là nó nhân. Thứ hai là pháp. Pháp là cách thức, cái phương pháp, hay là nói là mục đích làm một việc gì đó như thế nào. Mục đích an cư là phải có cương giới, rồi phải có là nương chỗ nương như thế nào đó. Đó là rồi phải là tác pháp như thế nào. Đó là cách thức. Còn sự là cái việc gì, cái việc gì của một cái tác pháp của yết ma. Thì đó là liên quan đến cái từ mà của yết ma, mình có cái khái niệm về yết ma. Thì trong cái yết ma nào từ 4 vị tỳ kheo trở lên, ta có từ là tác tiền phương tiện. Tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm, hòa hợp không hòa hợp, đó là cái thủ tục đầu tiên. Một cuộc họp nào cũng vậy, quốc hội cũng vậy, đầu tiên là coi tụ tập hết trong hội trường, rồi mới là kiểm ai vắng ở trong này, có lý do hay không, gỡ dục hay không, rồi mới kiểm cái tư cách chính thức hay không. Một đại biểu quốc hội được mới được quyền dự đó để biểu quyết,
Cũng như trong này, kiểm có phải là tăng hay không? Mới có người chưa thọ giới cụ túc ra chưa? Chưa thọ giới cụ túc là không phải thành viên, không cho dự vào. Cho nên là cái gọi là tác tiền phương tiện mới tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm hòa hợp, không hòa hợp, người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, vân vân. Cho đến tăng nay hòa hợp để làm gì? Tùy theo việc đó mình nói, à, tác pháp yết ma hay là thuyết giới yết ma là từ thứ an cư. Đó là cái thủ tục, cái thủ tục mà để đi đến trong cái việc mà thực hành nội dung của trong cái pháp yết ma. Thì mình phải học là các yếu tố thành tựu được yết ma, đó là có bốn yếu tố thành tựu yết ma. Hồi nãy cái đối tượng cái yết ma nhân pháp và sự, mà yếu tố thành tựu mỗi yết ma nhân pháp sự và xứ, hay là nói là một là y xứ, hai là giới, ba túc số và bốn là pháp, pháp thức là cái pháp á. Thì y xứ, y xứ là hay đối tượng yết ma, đối tượng yết ma như đã nói nhân pháp và sự. Còn cái giới, Đức Phật có nói là một tăng sự nào không được làm nơi không có cương giới. Nhớ không một tăng sự nào được làm ngoài cái cương giới, phải làm trong cương giới. Nói ví dụ như tại Kiều Đàm này mà không có kiên cương giới, mình Bồ Tát thì mấy cái chùa xung quanh này không đến không gỡ dục thì phạm biệt chúng, mà là yết ma không thành. Tại vì sao? Tại vì Tỳ Kheo Ni được quyền một câu lô xá, Đức Phật đã một cây lô xá, một cây tám lô cây số, mà trong phạm vi 100, một cây số 8 trong này thì biết bao nhiêu thất, bất bao nhiêu tăng ni trong này. Mà mình không kết cương giới Kiều Đàm này thì ai không đến không gợi dục là biệt chúng. Biệt chúng thì ở đây yết ma không thành. Nó thành là Đức Phật có nói một việc tăng nào cần phải có cương giới. Thứ ba là túc số. Túc số cho mỗi yết ma. Yết ma từ tứ cần 5 người. Hãy yết ma truyền giới đồ thành 10 người là túc số tăng. Thứ tư nữa là pháp thức, là cách thức yết ma như thế nào. Ví dụ yết ma cái kiên giới, mình bạch nhị một lần thưa, một lần lấy biểu quyết cho có bạch tứ. Truyền giới sa di bạch nhị, truyền giới thức so mana bạch tứ, truyền tỳ kheo ni bạch tứ, chứ không thể là nói bạch nhị được. Đó là cái pháp thức. Thêm một phần là già yết ma, là ngăn yết ma. Thế thì trong này ta nói ngăn yết ma, nó có bốn loại mà ngăn yết ma. Thứ nhất là người được kể trong túc số, người được kể trong túc số tăng nhưng không được phép mà ngăn yết ma, đó là những người nào được kể trong túc số tăng. Kể trong túc số tăng là cái vị trừ phạm ba la di ra, phạm tăng tàng là tỳ kheo bị khuyết, tỳ kheo ni bị khuyết giới như chưa mất với giới thể. Duy nhất phạm ba la di là mất giới thể, đại chúng nhớ. Tại vì phạm ba la di là một mình khi thọ giới, giới sư trao cái bình giới cho mình, một khi mình phá giới đập bể cái bình giới không còn gì nữa. Thành Đức Phật cho phép mình xả giới, trả bình giới lại giới sư. Rồi chừng khi nào mình muốn thọ giới tu trở lại, xin cái bình giới. Còn giờ mình đập mất rồi làm sao xin nữa được. Còn tăng tàng là cái bình bị mẻ, bị nứt, thôi giờ ráng mình trét trở lại, hàng trở lại cho lành lặn. Cái bình vẫn còn, nhớ, chỉ trừ ba la di, tăng không còn. Cái bản thể tăng không còn, bản thể tỳ kheo không còn, chứ không phải bản thể tăng. Bản thể tăng là thanh tịnh hòa hợp, bản thể tỳ kheo 18 ba la di bị phá vỡ, nó bản thể tỳ kheo mất. Còn bản thể tăng mất khi tăng già không hòa hợp, bản thể tăng bị phá vỡ. Mình phân biệt giữa cái bản thể tăng và bản thể tỳ kheo.
Thì cái người mà được kể trong túc số tăng nhưng không được quyền mà ngăn là ai? Là cái đối tượng của yết ma. Ví dụ mình có tội, nó phạm cái tội tăng tàn, ta cử tội, ta cử tội mình trước tăng, người kia cử tội đem mình ra để trị tội. Khi mà trị, yết ma trị tội, họ thành không? Mình nó thành không được. Cái người mà đang đứng trước giành móng ngựa không được quyền có ý kiến. Nhớ ở chỗ này, đối tượng yết ma không có quyền. Hay đại chúng hiểu chỗ này chưa? Là người đó cũng vẫn còn là một công dân, chưa mất quyền công dân, nhưng không được quyền trước tòa nói cái gì. Thì cái một vị tỳ kheo mà bị tăng cử tội, đối tượng của cái yết ma đó không có quyền, không có quyền mà nói là thành không thành. Đại chúng nhớ, đó là người thứ nhất. Thứ hai là người không được kể trong túc số tăng nhưng có quyền ngăn yết ma. Không được quyền kết túc số tăng là ai? Là tỳ kheo ni đâu kể túc số tăng. Bên tỳ kheo thì theo kể túc số tăng tỳ kheo, chứ ni kể túc số tăng bên ni chứ không có được thế cho bên tăng. Trừ đặc biệt tăng và ni được kể túc số chung. Đó là trường hợp nào? Trường hợp nào? Xuất tội tăng tàn và truyền giới, có hai vấn đề đó thôi. Còn tăng không được túc kể trong chung túc số ni trong tỳ kheo, hai bên tỳ kheo, nhớ giờ. Thì ví dụ như thọ giới cụ túc đang yết ma như vậy, giới tử dưới kia, khi yết ma lần thứ hai nó thôi thôi giờ tôi không thọ giới nữa, rồi giờ rồi yết ma truyền cho ai? Đó là ngăn nó dừng lỡ chứ. Người chưa đủ, người được chưa được kể trong túc số tăng vẫn được quyền ngăn, đó là giới tử. Là chúng nhớ. Thứ ba là người không được kể trong túc số tăng cũng không được quyền ngăn yết ma. Hay như tỳ kheo tăng tác pháp, tỳ kheo ni không được quyền ngăn, vân vân. Thứ ngoài ra, thứ tư là người các ngoài các hạng trên thì tất cả đều được quyền ngăn yết ma. Đó là nói vấn đề ý nghĩa mà già yết ma là ngăn yết ma. Thành trong khi yết ma chúng ta cố gắng để tránh về vấn đề là phi tướng yết ma. Nếu lạc vào bảy, một trong bảy phi tướng yết ma này thì yết ma không thành tựu. Nhớ cái điều này là điều rất quan trọng. Bảy phi tướng yết ma. Vậy thứ nhất là gì? Là phi pháp, phi tỳ ni. Phi pháp là không trúng pháp rồi, phi tỳ ni là không trúng luật rồi. Phi pháp, mà phi pháp là gì gọi là phi pháp? Ví dụ như là yết ma truyền giới cụ túc, ta bạch tứ, thôi giờ bạch nhị thôi. Đó là phi pháp, đâu có thành tựu. Rồi là phi tỳ ni. Ở trong này nó thầy nói dạy sát ở trong này nha. Phi tỳ ni á. Ví dụ là để coi sát ở đồng. Những trường hợp mà hoặc một người cho đến hai người, ba người chưa đủ túc số tăng mà tác pháp cử tội một vị tỳ kheo ni, tỳ kheo. Nếu mà trị tội là từ bốn vị trở lên, chứ không được quyền một người, hai người cử tội. Đó là nếu mình làm vậy nó trật trong trong gia luật. Đó thứ nhất là phi pháp phi tỳ ni. Thứ hai là phi pháp biệt chúng. Phi pháp hồi nãy đã nói, biệt chúng người không đến không gỡ dục. Nhớ là không đến không gỡ dục, đó là biệt chúng. Thứ ba là phi pháp hòa hợp, người không đến có gỡ dục mà phi pháp thì làm sai cái nguyên tắc, nhưng mà người không đến có gỡ dục nó hòa hợp. Cái điều thứ ba này, một cái trúng một cái sai, phi pháp sai, hòa hợp trúng. Thứ tư như pháp biệt chúng. Như pháp trúng, như cái biệt chúng sai, người không đến không gỡ dục. Nói vậy là chúng hiểu không? Thứ năm pháp tương tự biệt chúng. Biệt chúng thì sai rồi, không đến không gỡ dục, tương tự hơi giống giống.
là thường thường ta tuyên bố trước mới là quyết định sao. Hay nói là ví dụ nhớ chiều nay là mình nghỉ học, rồi tôi hỏi ý kiến có đồng ý nghỉ học hay không, ai nghỉ học thì đồng ý đưa tay, không đồng ý là nói, không đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý đưa tay, ví dụ như vậy. Đó là ta hỏi trước ta mới lấy biểu quyết sao. Bây giờ mình lấy biểu quyết trước hỏi sao, tương tự giống giống hay giống giống hay đó là hay là khi mà yết ma rồi mới tắt tiền phương tiện, nó đủ hết từ trên xuống dưới đủ hết, nhưng mà theo không thiếu tự. Đó gọi là tương tự pháp, tương tự mà biệt chúng, người không đến không gợi dục. Thứ sáu là pháp tương tự hòa hợp, người không đến có gợi dục nhưng mà tương tự giống như nãy. Thứ bảy bị ngăn mà không đình chỉ. Thành là như hôm qua chúng tôi nói cái sự hòa hợp của tăng già nó khác hơn hòa hợp của thế gian. Hòa hợp thế gian thiểu số phục tùng đa số, nhưng cũng cuộc họp mình lấy ý kiến chứ không gọi là yết ma nha. Lấy ý kiến mà 50 người mà là 30 người hay là 29 người mà đưa tay đồng ý, 30 người không đồng ý thì 30 người đã thắng. Hay là 30 người đồng ý, 29 người không đồng ý, 29 người thua. Trong yết ma không chấp nhận. Hòa hợp trong đây là hòa hợp triệt để, như nước với sữa, sữa không có, không có phân biệt đâu là sữa, đâu là nước. Dầu 1000 vị đồng ý mà có 1 người không đồng ý, đưa tay phủ quyết, dừng lại, không được làm. Nếu làm thì bị ngăn mà không đình chỉ. Mà cái người đưa tay mà ngăn đó như thế nào mới là có giá trị? Nhớ cái chỗ này. Nhớ, đây là cái sự hòa hợp triệt để của trong Phật giáo, chứ không phải thiểu số phụ tùng đại số. Nhớ cái chỗ này. Đó là cái mà đặc biệt của đoàn thể tăng già. Cũng như hôm qua chúng tôi nói về tăng, đó là cùng một mục đích, cùng một chí hướng, hay là để đạt được mục đích mà đem lại sự an lạc cho mình và cho mọi người, sự hạnh phúc cho mình và người, mới gọi là cái tiếng xăm ga là tăng già. Còn bốn vị cùng một mục đích, cùng một lý tưởng để làm một việc đạt đến mục đích đó, chưa đúng mức gọi là tăng già. Nhưng giải phóng đất nước, tất cả đều gọi là đồng chí. Nhưng giải phóng đất nước rồi, chia ghế để ngồi, quyền lợi hưởng, chia ra hưởng. Còn tăng già không có. Vì một mục đích giải thoát, đem sự an lạc, đem sự hạnh phúc lại cho tất cả chúng sanh, nên mới được đưa vào hàng tăng bảo. Ngoài đâu có được tăng bảo. Tiếng xăng ga dịch cho nó cho đủ, đó là tăng già, là một đoàn thể hòa hợp trên tinh thần cao thượng đẹp, phải hòa hợp như nước với sữa. Hay thì đó là có một cái khái niệm tổng quát về vấn đề các pháp yết ma với hai chữ mà tăng. Hai chữ mà tăng thì chúng ta bắt đầu đi vào trong cái cương giới. Tại giờ thời gian nó cũng không có nhiều, thì chúng ta học kỹ cách mà kết cương giới như thế nào. Thì mỗi cái chùa, dầu cái thất nhỏ, dầu cái chùa lớn, đều phải có cương giới. Đặng phân chia vậy, cương giới là gì? Phân chia cái ranh của mỗi cái giới vứt ra. Chùa mình có 100 thức vuông thì mình cũng có kết cái cương giới của mình 100 thức vuông, chứ không hơn 100 thức vuông được, qua cái hơn 100 thước của người khác, để biết rõ đâu là đất của mình, đâu đất người khác, đâu là việc làm của tăng,
Đó là cái cương giới để phân chia những cái địa phận từ cái chỗ này qua cái chỗ khác, đó là cái kiên giới. Nếu kết cương giới thì nó có hai loại cương giới. Một là cương giới tự nhiên, hai là cương giới tác pháp, hay là cương giới tăng pháp. Mà cương giới tự nhiên thì có những cái loại, ví dụ như cương giới tụ lạc và cương giới a lan nhã. Tụ lạc là nhà, thành ấp có người, mà tụ lạc có phân biệt được và không phân biệt được. Thì cái cương giới tự nhiên là không có tiêu tướng, không chỉ tiêu tướng, khi kết giới không có tiêu tướng mà không kết giới. Đức Phật đã ấn định, ví dụ như chúng ta đang ở trong tụ lạc là cái phường một, là cái phạm vi có ranh giới từ cái chỗ này qua cái đường kia, đó là cái phường một, chỗ khác đó là phường hai, phân biệt được. Thì trong phạm vi phường một, hàng tỳ kheo ni được tác pháp biết mà không phạm, không có kết, không có cương giới. Khi cái là cương giới tự nhiên, ta nói cương giới tự nhiên đâu có tác pháp. Nếu cương giới không có phân biệt được, không có đường, không có ranh, nhà cửa liên tục, thì cương giới tác pháp của một tỳ kheo ni không quá 90 thước, hơn 80 thước trở lại. Mình nói cho dễ hiểu, khỏi có bảy bằng đà, khỏi bao nhiêu khuỷu tay, vậy nó là mất công ba việc đó, thờ có thờ Phật. Mình nói bây giờ không quá 90 thước, hơn 84 thước là nhiều thôi, 84, 86 thước trở lại, thì trong phạm vi đó ta phải biết mà được. Đó là cương giới tụ lạc. Thứ hai là cương giới A-lan nhã, là không có nhà, không có người, ngoài đồng trống ở trong rừng. Thì A-lan nhã cũng phân ra làm hai loại, là nguy hiểm và không nguy hiểm. Nguy hiểm và không nguy hiểm. Nếu mà nguy hiểm thì tăng hay ni được trong phạm vi bảy bàn đà, hay là nói không quá 100 thước, không quá 100 thước ngang dọc, trong đó yết ma tác pháp được nơi A Lan Nhã. Nơi không có nguy hiểm, nguy hiểm là giặc cướp thú dữ, nguy hiểm thú dữ thì trong vòng không quá 100 thước, còn không nguy hiểm thì được một câu lô xá, một cây số 8. Một cây số 8 mình canh bây giờ mình nói, chứ xưa Phật nói là tiếng rống của con trâu nghe được trong phạm vi hơn cây số, thì trong đó được tác pháp yết ma. Nhớ đây là tự nhiên, mình học đây là để cho biết thôi, chứ bây giờ cũng có ai mà sử dụng cái tự nhiên, không ai ở trong rừng rú đó. Chỗ nào ta cũng có cái ranh rắp đàng hoàng. Đó là cương giới tự nhiên. Bây giờ cương giới tác pháp, tương cương giới tăng pháp thì nó có, hay là nó tự nhiên, nó thêm bổ sung thêm. Tự nhiên nó có những cái loại ngoài tụ lạc với A Lan Nhã, nó còn cái cương giới đạo hành, thủy giới và những cái cương giới biệt xuất. Và sau này chúng ta sẽ nói đạo hành và thủy giới. Đạo hành là đang trên đường đi tới ngày an cư, nếu hoặc giả là ngày 16 là tiền an cư 16 tháng 4. Thành chúng ta nếu mà đi tới cái chỗ trú xứ kia, cái chùa kia, mà tới sáng thứ bảy, hết đêm thứ sáu tháng thứ bảy mặt trời mọc ra hậu an cư rồi. Thành ngồi xuống ngay ở dưới đường đó, bề ngang 600 bước, ngang dọc 600 bước,
được tác pháp yết ma. Đó là cương giới đạo hành. Còn cương giới của thủy giới đang đi thuyền mà sợ trễ an cư, neo thuyền lại giữa sông giữa biển. Cái người mạnh nhất lấy một nắm cát hay là lấy một cái nắm nước liện bốn bên, rớt chỗ nào từ đó trở vô là cương giới tác pháp an cư, tác pháp của thủy giới. Đó là cái cương giới tự nhiên. Còn cương giới biệt xuất chúng ta chút nữa sẽ nói. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cương giới tác pháp. Tác pháp hồi nãy là cương giới tự nhiên có bốn loại. Bây giờ cương giới tác pháp gồm có cương giới của giới đại giới, của giới trường, của bất thất y, tịnh trù, tịnh khố và khố tàng. Là có những cái loại đó. Hay là giới trường, đại giới. Thành thường thường chúng ta ở một cái chùa có một cái ranh, cái đất là cây một mẫu, hai mẫu, mà đất đó là nó là làm có thể chúng ta kết làm cái đại giới. Rồi có một cái nơi mà tăng thường Bồ Tát tự tứ làm tăng sự thì có kết một cái giới trường. Rồi có cái nhà bếp phải kết tịnh khổ, cái chỗ nấu, cái chỗ mà chứa xì dầu bột ngọt, cái chỗ mà chứa y, chứa bát, nên gọi là khố tàng. Chứa bột ngọt xì dầu gọi là tịnh khố, chỗ nấu gọi là tịnh trù hay là tịnh địa. Rồi là kết cái giới bất thất y. Thì cái giới mà tác pháp chỉ có đó. Ngoài ra nó còn cái kết cái tiểu giới và kết cái giới biệt xuất. Chúng ta sẽ lần lượt để nói. Thì trong một cái đại giới có giới trường. Nếu chúng ta cái đại giới chúng ta mà ở chừng có hai ba cô, không có là Bồ Tát mà tác tiền phương tiện, tại bốn vị trở lên thành tăng mới là tác pháp. Tăng nhóm chưa tăng đại nhóm. Giờ mình có ba người, hai người thì tới ngày Bồ Tát mình lấy giới ra mình đọc, không có tắt tiền phương tiện, không có tăng nhóm chưa, đâu có tăng đủ đâu mà nhóm. Nó gọi là đấu thú Bồ Tát. Hay là mình đọc giới trở lại mà không có tăng sự, không có ăn cư gì hết, chùa mình khỏi cần kết giới trường. Thì chỉ kết nhất trùng giới là một cái lằn ranh của đại giới thôi. Còn nếu mà cái giới trường có một cái đại giới có giới trường, tăng chúng ở đông để ăn cư, để Bồ Tát thì phải có cái giới trường. Vậy cái giới trường công năng để làm gì? Là đỡ nhọc của chúng. Ví dụ trong chùa Kiều Đàm này 80 tỳ kheo ni, mà xuất tội tăng tàng cần 20, hay là lỡ truyền giới có 10 vị. 10 vị mà trong cái đại giới này không có giới trường thì phải 80 vị đó lên hết. Có cái giới trường ta cần có 10 người lên 10 người, 5 người lên 10 người, 5 người thôi. Ta không cần nhiều. Đó là cái giới trường là đỡ nhọc cho hàng tăng. Là chúng nhớ cái công năng của giới trường, nên kết cái giới trường. Còn cái đại giới là để tránh yết ma mà mình phạm về biệt chúng. Thứ hai, bảo đảm cái việc làm, quyền lợi và cái nghĩa vụ của trong cái trú xứ đó. Nếu mình làm ở trong cương giới của mình, có cương giới, người đứng ngoài không được quyền xen vào, không được xen vào việc làm của những người trong cương giới này. Nó bảo vệ như vậy. Đó là ý nghĩa kết cái đại giới và cái giới trường. Ý nghĩa cái giới bất thất y là để tránh khỏi phạm vào lìa y mà ngủ, mất y, phạm ni tắc kỳ ba giặc đề. Kết tịnh trù, khỏi phạm vào nấu trong cương giới của ba giặc đề.
rồi là kết tịnh khố để khỏi hàng tỳ kheo ni có tội ngủ chung với thức ăn, đồ đạc để chung, nên kết tịnh trù, tịnh khố và khố tạng. Nếu như vậy chúng ta kết như thế nào? Rồi chúng ta để là chúng học, rồi là phải vẽ lên trên bảng, rồi là cho kỹ. Chứ cái này là cái rất khó nha. Thời gian chúng ta không có thời gian mà thực hành được. Đại giới bây giờ trong chùa mình đắp đây là hai mẫu hay là một mẫu gì đó trong phạm vi này, thì bây giờ cái chùa mình cất ngay đây, ví dụ chánh điện ở đây, cái chánh điện ngay đó. Rồi bây giờ chúng ta thường thường kết cái giới trường, đại giới có giới trường, kết tam trùng giới. Nhớ tam trùng giới, chúng tôi sẽ nói là kết ba lần ba lớp giới. Thì chánh điện mình đây, thì thường thường chúng ta bắt Đức Phật cũng không bắt buộc kết cái giới trường ở trong cái chánh điện, kết chỗ nào cũng được. Vậy giới trường là gì? Là cái nơi mà tăng thường tụ họp quyết định một cái việc gì đó, ý kiến chung, thì bất cứ cái chỗ nào cũng được. Hồi xưa là chưa có giới trường, rồi mới là tại vì cương giới của tỳ kheo là 10 câu lô xá, tỳ kheo ni một câu lô xá là một cây số 8 như vậy. Mà tới ngày Bồ Tát, rồi không biết Bồ Tát chỗ nào, ngồi người ngồi cái góc này, người ngồi góc kia, thành Đức Phật mới là cho phép kết cái chỗ nào đó làm cái Bồ Tát đường hoặc giả là cái giới trường. Thì chúng ta thường thường bây giờ cái lệ là kết ngay cái chánh điện để Bồ Tát hay truyền giới hay là làm gì đó dễ dàng. Thường thường là kết ngay chánh điện, ai chánh điện ở đây. Nhưng mà đại chúng nhớ phải chừa ông Phật ra. Ông Phật ông ngồi đây ổng có cái này trong cương vị của tăng, chứ không phải là kết cho ổng. Nhớ đây là tăng, thành nên là truyền giới tỳ kheo á ké tấm màn ngang. Ông Phật ở trong này, cái việc của tăng làm ông Phật không có giữ, để phân biệt được Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nên La Hầu La, Đức Phật con của Đức Phật, nhưng mà giao cho Xá Lợi Phất một kiền liên, Đức Phật không có làm thầy. Nhớ nếu mà Đức Phật làm hòa thượng của La Hầu La thì ngôi Phật bảo mất rồi. Phật bảo mất, ông vốn làm hòa thượng đó, làm tăng rồi, hòa thượng là tăng, nên Phật giao La Hầu La cho Xá Lợi Phất một kiền liên, Đức Phật để giữ cái ngôi Phật bảo còn. Nhớ chứ cha con thì khỏe quá rồi, kêu mình làm thầy nó, mình dạy dỗ nó quá sướng, nó không được đó. Nhớ ý như vậy. Thì nhớ thường thường xưa nay là cứ kết đại chánh điện, chân Phật không có trong cái giới dứt của tăng. Tại tăng mình làm cái việc cái này, trong phía này là của tăng, thì là làm gì để ông Phật riêng, thì có thể mình kết bằng cách bốn góc này đây. Thì thường thường mà kết có giới trường thì phải có một đường ranh nữa. Cái đường ranh này 1 đến 2 khuỷu tay, mà thường thường chúng ta làm lấy cái hành lang, cái chùa nhỏ thì mình lấy chừng cỡ nửa thước, thước cũng được. Tại 1 khuỷu tay, 2 khuỷu tay này được khoảng cỡ 1 thước, khuỷu tay cỡ 4 tấc, 4 tấc rưỡi. Thì cái này gọi là phi tướng, đại chúng nhớ cái này phi tướng hay là cái giới trung gian. Cái khoảng này là cái giới trung gian xung quanh này, hay là ở trong này Bồ Tát người đứng ngoài này là biệt chúng, người này là không có biệt chúng nhưng mà không có được dự vào trong này. Tại vì ngoài này ngoài ranh giới, ngoài ranh giới cái này, thành giới trường chỉ có bao nhiêu thôi, bao nhiêu trong này cái giới trường tăng họ ở trong này. Mà giới trường mà nhỏ nhất của tỳ kheo là được bao nhiêu người? 21 người. Đặng khi xuất tổ tăng tàng ngồi trong phạm vi này, một cái vị tỳ kheo thanh tịnh, 20 vị tỳ kheo thanh tịnh và một vị tỳ kheo có tội. Còn tỳ kheo ni tối thiểu cũng 41 vị tại giữa hai bộ tăng. Thì chúng ta mới định vị về cái giới. Khi mà kết cái giới trường có đại giới, thì mình định vị về cái mặt trời mọc. Ví dụ như cái chùa của ta đất dây, mặt trời mọc ngay đây, thì cái đây là thuộc về phía đông.
Đông thì phía này thuộc về Tây, cái đây thuộc về Nam, đây thuộc về Bắc. Mình phân ra cái la bàn hoặc giả là cái thì bây mình mới là sướng như thế nào, phân ra cái hướng như vậy. Thì nếu Đông á thì đây Đông Nam, Đông Nam, đây là Tây Nam, đây là Tây Bắc, đây là Đông Bắc, Đông Bắc. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà kết với trường ở đây thì cái góc này, góc ngay chỗ này gọi là góc Đông Nam, góc này gọi là Tây Nam, góc này là Tây Bắc, góc này là Đông Bắc. Đông Bắc nhưng mà phải sướng. Đầu tiên nếu mà cái kết cái đại giới hay là có cái giới trường thì đầu tiên ví dụ như chúng ta mua miếng đất, cất cái chùa lên rồi, bây giờ mời mấy sư cô, mấy ni sư để kết giới, kết giới. Hay là chúng ta giáo hội giao cho một cái chùa chúng ta nhận, khi mình về mình không biết là trước trụ trì trước có kết giới hay không, thì cái luật giải giới trước. Bên Myanmar nguyên thủy rất kỹ cái điều này, là miếng đất trống như vậy là có kết hay không, chưa cất chùa chưa biết, nhưng mà cũng phải giải giới. Tại vì sao? Các ngài nói là chỗ này từ Đức Phật từ Bà Thi tới bây giờ thì sợ có cái chùa trước rồi nên giải giới rất kỹ. Còn bên Bắc truyền chúng ta không đề cập vấn đề đó. Nhớ, giải giới. Giải giới thì vô ngồi trong này cái không chỉ tiêu tướng, không nói gì hết. Đồng ý chúng xứ này giải giới không, giải giới. Ai đồng ý thì em tặng âm lời ý nói, yết ma thành không thành đâu, cái vậy thôi. Đó là giải giới rồi. Khi giải hết xong rồi miếng đất trống, mình biết cái chùa đó có kết hay kia không kết, mình giải cái đã cho trống. Trống rồi có bắt đầu. Bắt đầu tất cả chư tăng nhớ kết giới, tác tiền phương tiện không có gợi dục. Nhớ, tất cả các pháp yết ma đều có gợi dục, nhưng cương giới không gợi dục. Nếu đất mình là 2 mẫu hay 10 mẫu thì bữa nay kết giới, hôm qua cháu sáng thỉnh chư tăng mùa an cư, thỉnh chư tăng đi quan sát hiện trường, tại cái chỗ này nó lòi ra, chỗ kia nó lõm vô, mình đâu có biết chỗ nào mà chỉ. Khi mà tác pháp đứng một chỗ mà chỉ thì ta đã biết, tưởng tượng hôm qua đã đi coi cái góc nào dính chỗ nào thì ta biết. Đó là phải đi quan sát trước như vậy. Thì bắt đầu mời tất cả chư tăng. Ta mời tất cả chư tăng, phải nói tăng là nói về mình đi chứ không phải nói tăng là riêng. Vô hết trong giới trường, không có gửi dục, không có một lý do mà cô nào dưới bếp phải lo nấu nướng, không được. Phải lên hết trên này, không một người nào, nếu là một tiệc keo ni, đại chúng nhớ, không cho. Còn nếu tốt, đóng cửa lại, khóa cửa lại, không cho khách tăng nào vô. Nếu vô, phải lên trên này, chứ vô ở trên dưới này cũng không được. Nhớ, tất cả đều lên trên này. Rồi á, là một tác tiền phương tiện. Nga tác tiền phương tiện. Đây, yết ma mà kết cương giới, đây là yết ma đơn, chứ không phải yết ma kép. Làm thứ tớ nào là hồi hướng thứ đấy, chứ không có vấn đề mà chung. Còn yết ma mà kép, ví dụ như trừ giới, tăng nai hòa hợp để làm gì? Tăng nai hòa hợp để yết ma truyền đại giới, hay truyền giới tỳ kheo, tìm giới cù túc, thì trong đó còn yết ma sai giáo thọ, yết ma cho tăng, cho giới tử giàu văn văn, già nạn đủ thứ, thì cái đó gọi là kép. Còn ở đây thuộc là đơn, là không làm một. Hỏi yết ma tăng nai hòa hợp để làm gì? Yết ma kiết giới trường đó, là tăng nhóm chưa tăng đã nhóm tác tiền phương tiện xong rồi á, thì cái một vị cụ trụ tỳ kheo ni đứng ra chỉ cái tiêu tướng. Tiêu tướng thì mới nói là từ góc Đông Nam này lấy cái cây cột này gì đó làm niêu, từ góc Đông Nam đến góc Tây Nam lấy cái chuông làm niêu, từ góc Tây Nam đến góc Tây Bắc lấy cái trống làm niêu, từ góc Tây Bắc đến góc
là Đông Bắc lấy gì đó làm niêu, gốc Đông Bắc đến gốc Đông Nam, ở trong giới đặng tăng quên kéo qua cái này, còn tới đây thôi, còn này phải kéo đây nó mới trúng. Đó, đó là trước ba lần. Ba lần rồi á, một vị là Yết Ma mới hỏi tăng đã vừa sướng là tướng của giới trường, chúng ta có tỳ kheo có đồng ý trong này làm những cái tăng sự việc này việc kia trong này, ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Một lần mình thưa bạch như vậy, rồi một lần lấy bí quyết, ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Yết Ma có thành không? Thành. Đó là bạch nhị Yết Ma. Rồi cái hồi hướng liền, hồi hướng liền, đây là kết giới trường xong. Giả như cái đại giới của mình có tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, bây giờ phải làm sao? Bây giờ kết cái gì trước nè? Ưa lộ lộn cái này dữ lắm. Ví dụ như mình có tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, mình khúc này phòng 1, phòng 2, phòng 3 như vậy. Đó, có 3 cái phòng này mà 1, 2, 3. Mà đại chúng phải nhớ ý nghĩa kết tịnh trù, tịnh khố, khố tàng, dù nằm trong cương giới đại giới mà thật sự coi như cương giới ngoài đại giới. Phật là phương tiện, nó đất mình có bao nhiêu này, ra ngoài này người ta đập mình sao, tao đâu cho mình cất ở ngoài đất người khác. Thì mình phải cất trong này, nhưng lúc nào cũng coi nó là ngoài cương giới của đại giới để tránh vấn đề tăng không có ngủ chung, nấu chung một chỗ. Thì nếu như đại giới mình kết giới trường rồi, khoan kết đại giới. Nhận khoan kết đại giới, tất cả hàng tỳ kheo hồi hướng rồi, đứng ra ngoài cương giới ngoài này, đại giới ngoài này, cương giới ngoài này không được quyền ở trong giới trường. Đại chúng nhớ kỹ chỗ này, không ở trong này mà kết đại giới được, phải ra cương giới với đại giới. Mà nhiều người bị xưa nay không rành vấn đề nó sai chỗ này, ngồi đây cứ kết luôn không được, Phật không cho phép. Nó là phải ra ngoài này kết cương giới với đại giới. Thì trước khi kết cương giới đại giới thì mình chỉ Yết Ma cũng bạch vậy, lấy cái phòng 1 mình chỉ thôi, chứ không có ngồi trong này, tuyệt đối không được ngồi trong này để kết. Đứng ngoài này kết, lấy cái phòng 1 làm tịnh trù, là bình, phòng 2 làm tịnh khố, thứ 3 làm tịnh địa đó, gì khố tàng, nó ba cái này đó. Yết Ma đồng ý làm cái này ấy, rồi xong. Xong mình hồi hướng cái đó, thì bắt đầu mình sướng là kết cái đại giới. Mà kết đại giới phải chỉ hai tiêu tướng, hai cái lớp giới là đây. Chứ nếu mà đứng thì tất cả hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni đóng đứng thành vòng tròn đụng với nhau, mà là thân thân tương cập, đó là đụng với nhau thì cũng là tác tiền phương tiện. Tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm, tăng nay hòa hợp trong là gì? Kiết đại giới Yết Ma. Rồi bắt đầu một vị cụ trụ tỳ kheo đứng ra để mà chỉ đây là tướng trong của đại giới. Nhớ đây là tướng trong, là tướng trong á, là đây là nội tướng, là nội tướng của đại giới, đây là ngoại tướng của đại giới, đây là ngoại tướng, đây là nội tướng. Nội tướng của đại giới, giới trong, tướng trong và tướng ngoài, giới trong và giới ngoài của đại giới, thành phải là tiêu chỉ hai lần. Tôi cụ trụ tỳ kheo phải ra đảnh lễ tăng một lễ, bắt đầu mới đứng chỉ gốc từ gốc đông nam này cách giới trường hai thước hay là một thước, lấy cái gì đó làm nêu. Từ gốc đông nam đến tới gốc hướng về gốc tây nam cách giới trường hai thước, lấy cái đó làm nêu gì, làm nêu. Từ gốc tây nam đến gốc tây bắc cách giới trường hai thước, lấy gì đó làm nêu. Từ gốc tây bắc đến gốc đông bắc cách hai thước, lấy trường đó làm nêu. Đến gốc đông nam một lần đã xong. Trước lần thứ hai cũng y như vậy. Rồi bắt đầu cách sướng là cái người đứng chỉ gốc đông nam, thì tất cả đại chúng nhìn theo ngón tay cũng về gốc đông nam là chỗ nào ta biết. Rồi xong rồi mới chỉ, tôi đã sướng giới trong của đại giới rồi, bắt đầu tôi chỉ tiêu tướng giới ngoài của đại giới, là từ gốc đông nam
sát với cái nhà của ai, cái đường nào đó làm nêu cái ranh đất của mình đây, từ góc đông nam đến góc tây nam, rồi ra giáp với đất ai, cái gì đó, cây xoài, cây quýt gì làm nêu, đến góc tây nam, tây bắc và đông bắc, thì tới đó cũng vậy ba lần xong rồi đó. Đây là tướng trong, kia là tướng ngoài, ba lần xí tiêu tướng đã xong. Thì nói vậy thì coi đảnh lễ tăng mình xong, cái người bị mà chỉ ta thấy cái tiêu tướng xong hết rồi á, đầu với vị tác pháp yêu ma cũng giống như là kết cái giới trường, chúng ta hiểu làm được không? Cái việc nó dễ đó nè, đó là cái này là nó đơn giản chứ không có gì. Còn bây giờ bây giờ nếu mà cái giới mà bất thức y, bất thức y thì kết bất thức y luôn luôn, lúc nào cũng nằm trong cái đại giới, nhưng mà không có cái phần này, không có phần này chớ, không có phần này riêng đâu. Y mà kết bất thức y mình để trong này mất, ngủ sáng mặt trời mọc mình ở ngoài, y trong này mất. Hay là mang y ở đây mà tới sáng mà mình để y ngoài này, mình ở trong này cũng là mất y. Nhớ, để y trong này cũng mặt trời mọc mất, mà mình để ở ngoài này mà mặt trời mọc mình ở trong này cũng mất. Tại vì cái này ngoài cái cương giới đại giới mình ở rồi. Nhớ, dầu nằm trong cương giới đại giới là chúng nhớ, giả như đã lỡ kết cái đại giới rồi mà mình mới kết cái tình trùng tinh khố khốn tàn mà làm sao? Phải ra phía ngoài này, đứng ngoài này hướng kết vô, trong được quyền trong này là kết có đại giới rồi, là chúng nhớ. Cái này là chưa kết cái đại giới, kết cái trường rồi mà kết cái giới tình trùng tinh khố khốn tàn. Còn cái giới tình giới bất thức y là theo cái giới đại giới mà có, luôn luôn giới bất thức y kết sau cái đại giới, để chúng nhớ kết sau cái đại giới. Đó là kết cái bất thức y là tuyên bố cũng tắt tiền phương tiện vậy. Rồi trong cái đại giới này là cái giới bất thức y, giới chẳng lẽ y, nếu tăng nào đồng ý ở trong này lấy cái đại giới này làm bất thức y, im lặng ai không nói đồng ý thì nói, yết ma có thành không, thì đó là thành cái giới bất thức y. Thì kết rồi, bây giờ giải nè. Kết, muốn kết cái đại giới có giới trường thì kết cái giới trường trước, kết cái đại giới sau. Đại giới sau giống như muốn mặc cái y, mặc cái hậu trước rồi mặc cái y sau. Nhớ, nếu mà giải, giải cái hậu rồi mới giải cái y chứ, giải cái y rồi không giải cái hậu, chứ không ai giải cái hậu trước. Nhớ, cái chỗ này dễ hiểu. Còn bây giờ kết cái giải cái giới bất thức y là kết đại giới rồi, kết giới bất thức y, bây giờ muốn giải, giải cái giới bất thức y trước mới giải cái đại giới. Lỡ giải cái đại giới rồi bất thức y không cần giải nữa, cũng giống như là cái mâm cơm là cái đại giới, đậy cái lòng bàn đó là giới bất thức y, mà dở cái lòng bàn còn mâm cơm, mà bưng cái mâm cơm lòng bàn dính theo không còn cái gì để mà giải nữa. Đại chúng nhớ hai cái đó là cái mà rất quan trọng đó, là nhớ kỹ cái đó thì chúng ta nó dễ thôi. Là có ai hiểu chỗ này chưa hiểu nè? Cái gì đọc Phật kính bạch đại lão hòa thượng, trong tinh thần kiếp giới trường đó thì như nãy giờ hòa thượng đã nói là chúng con chừa cái vị trí của Đức Phật ra, nhưng mà bây giờ trên phương diện cách á, thì ngày xưa thì hậu tổ riêng, mà bây giờ thì cách thường thường là ngăn một khúc làm hậu tổ. Cho nên khi đi kiếp giới trường thì chúng con cũng thấy là đa số chư tôn đức là thẳng luôn. Như vậy thì có sai không hòa thượng? Mình chừa cái chỗ lõm Phật lại thôi, chưa là Phật ngày, lại luôn. Nếu mình kiếp vậy thì khi cái hậu tổ, nhưng mà chúng tôi ưa đề nghị nó quen cái chỗ này, mình chừa hậu tổ lại, mời mốt mà có già nạn hay gì hậu tổ mình rộng xuống dưới già nạn dễ hơn. Chứ già nạn không được quyền trong giới trường, đại chúng nhớ nha. Khi truyền giới
đem giới tử già nạn phải ra khỏi cùng giới mới dẫn vô. Còn mình kết luôn cái hậu tổ con không sao, chưa bằng Phật thôi, chứ tổ thuộc về tăng, tổ không có ngại gì, tổ thuộc về tăng chứ Phật thôi. Tức là kết luôn cái chiều dài, ví dụ như cái chùa nó là dài là 24 mét thì được quyền là kết trong cái phạm vi 24 mét luôn, thì chúng con ngăn cái tổ ở đây thì chúng con chưa Phật lại, chưa Phật lại. Còn còn có một điều nữa, ví dụ như kết cái giới bất thứ y mà có những nhà đồng bào ở đây có nhiều chỗ cũng hỏi à, ở trong đất của mình mà không có đuổi ra được, hoặc là bà con họ hàng của mình đã cho đất họ ở, đất của mình kết luôn à, mà đây cũng là phạm vi của đại giới, nhưng mà bất thứ y cái này không có độc quyền, bất thứ y không có trong này, chưa cái này ra. Khi ta dỡ cái nhà này ra rồi, đây là giới bất thứ y à, không được để nhà trong nhà đồng bào và ngoài nhà đồng bào ha, tại vì về giới bất thức y có thể là 10 câu lô xá là 18 cây số, một cây số 8 chắc chắn có nhà đồng bào. Khi mà Phật kết như vậy nè thì kheo để tấu để y trong này ha, ngủ ở chỗ khác rồi tấu vô cái cỡ đồ hết vô trong này để mà thay y trống trải ta la, ta la rồi Phật cấm rồi ông ra ngoài hành lang ông đứng ta cũng thấy nữa, Phật mới la thì kheo mới hỏi sao. Phật nói là cách nhà ngoài nhà à, Phật cách ngoài nhà bao nhiêu, ngoài nhà nhiêu à, Đức Phật mới nói là một người mạnh nhất đứng hành lang ngoài này cầm cục đá cục gạch liền rớt chỗ nào á à, liền ra tới ngoài nào rớt đây là từ đây trở vô là không được để y, phía ngoài này trở ra là đất của y. Đó, nó rõ ràng à, thành là cái cương giới. Chúng ta kết cái đại giới, cái giới trường là kết luôn, không có bữa nay kết mơ giải. Còn cái tiểu giới là cái giới trường di động. Mà đại chúng nhớ chỗ này, nếu cái đại giới chúng ta có cái giới trường rồi, không được quyền kết cái tiểu giới. Tuyệt đối không được quyền kết tiểu giới trong giới đại giới có giới trường. Tại vì sao? Nếu kết như vậy thì chứng tỏ rằng tăng không hòa hợp. Lại có cái giới trường rồi, tại sao không sử dụng giới trường mà kết cái tiểu giới? Thì có giới trường luôn luôn, lúc nào cái tiểu giới ngoài cương giới của đại giới. Đại chúng nhớ, ngoài cương giới của tiểu giới. Như vậy thì cái tiểu giới, cái đại giới và giới trường nó có một cái cố định. Thì cố định như vậy nó phải có cái tiêu à, là cái nêu mà cứng rắn chắc. Đức Phật mới dạy nếu kết cái đại giới lấy đá làm nêu thì đá đó nhỏ nhất là 60 cân, lấy cây làm nêu nhỏ nhất bằng cái bình bát, lấy rừng làm nêu thì phải có 4 cây liên tục, lấy núi làm nêu thì cái núi tảng đá đó bằng con voi vậy. Không được lấy tre, lấy chuối để làm nêu, thì che chuối nó nằm một coi chừng nào đấy. Đó là cái gì? Còn lấy sông, lấy rạch làm nêu, sông rạch xuống suốt năm phải có nước. Bất thức y được kết qua cái suối khác với điều kiện là có cầu, có đò ngang. Chứ hàng thì kheo hồi xưa kết để y bên kia, qua bên đây ngủ, sáng ngày lấy y lội qua bên cái suối đó, nước nó có cuốn trôi à, nên là Phật mới cấm. Đó là vấn đề đó. Rồi chúng ta sau này sẽ là bàn vấn đề giới biệt xuất từ cái chùa này qua cái chùa khác. Bạch đại lão, nếu như bây giờ chơi đi chúng con là chỉ có 1 km 8 trong 1 khu xá, mà trong một cái trú xứ của chúng con đó thì nó chia ra nhiều chùa. Như vậy thì trong vòng 1 km 8 đó mà nhiều chùa cùng kết giới ra, hoặc là cùng kết giới trong Hà Lạp, thì như vậy thì có cản trở gì trong cái vấn đề của phạm vi của 1 khu xá không bạch bà được? Ví dụ cương lớn giới đây là của Đại Tùng Lâm, là 30 mẫu,
trong này có chùa, nhiều chùa ni trong này. À, mà chùa ni đây kết cương giới riêng của ta, trong này có người ta là cương giới ni trong này riêng, không có liên quan đến của ta. Không mất cương giới của tăng mà không cũng mất cương giới của ni. Cũng giống như trong tô nước là cương giới của tăng lớn, ni là một giọt dầu bỏ lên rồi cái đó là của ai riêng của nấy thôi, không ai biết của ai hết. Đó là được. À, đó là. Nhưng mà à, chúng tôi có nói cái chỗ này rõ nè. Ví dụ như ngày ăn cư, à, ăn cư à, thì ví dụ như cái chùa ở đây, à, cái chùa lớn ở đây làm lễ hành chánh tất cả à, ni chúng ở đây. Ở đây mình ba bốn cái chùa mình vòng vòng trong này á, à, thì lên đây làm hành chánh thì được. Nhưng mà nếu hai cái chùa này tập trung lại đây là ăn cư rồi về cái chùa mình cũng được. Tại vì mình nói là nương vào đây, mình đắp pháp đây là nương vào đây, mình về mình ở cái chỗ này thì nó ngoài cương giới đại giới. Làm hành chánh ở đây, mình về chùa mình đắp pháp ăn cư ở trong này. Mình chung giờ hành chánh thì chưa có đâu đúng thú ăn cư. À, tại mình ăn cư ở đây, nương vào cái gì tăng già lam tiền tăng hoặc ăn cư. À, mà mình nương với chùa A mà mình ở chùa B thì ngoài cương giới, tại cái chùa nào nó cũng có cương giới riêng của nó. À, chúng nhớ, chùa nào cũng có cương giới riêng chứ, chùa mình cũng có cương giới riêng của mình. À, đó là cái đó còn chưa trúng. À, chưa trúng vào đó. À, nếu là hành chánh thì được. Hành chánh lên đây ta hành chánh đâu chứ mời chính quyền rồi ngồi đó hành chánh tuyên bố ăn cư 3 tháng của dùng à, cái Bà Rịa Vũng Tàu hay dùng Đại Tùng Lâm. Nhưng mà ở đâu nữa về ăn cư chỗ đó, chùa mình có cương giới của mình đây, mình kiến giới. Chùa mình có kiến giới thì mình ăn cư với chùa mình, đắc pháp ăn cư chùa mình. Tại mình nói dấu với Phật sao? Mình chùa A mà nó nương vào cái chùa B tăng già lam tiền đa hoạt ăn cư nó trọt đi. Ví dụ như vậy. Đó là chung nhớ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Ngài Tuyên Luật Sư. À, chúng con có một cái điều cũng chưa có thông lắm, là cái chỗ là thí dụ như Ngài nói là làm lễ hành chánh xong mình về của mình. Thí dụ như chúng con theo thiền viện thì chúng con làm lễ tác pháp an cư à, các vị tăng. Thí dụ như hồi nãy Ngài dạy con như vậy là nó không đúng luật. Thì bây giờ con muốn thưa thêm một chút nữa là thí dụ như chúng con vẫn qua bên thiền viện huệ chiếu làm lễ với các quý ngài, thì con thưa là tiền tam hoặc kha an cư tại hiện quan của con có được không? Cái đó mình đang ngồi ở đứng đất ở trong cái thiền viện mà nó là chỗ mình, rồi nó giấu Phật, nó giấu tăng sao? Chỗ nào theo chỗ đấy đâu có được. Dạ. Thành cái đó khi mà sợ thầy nó sợ nó quên đó, cái truyền giới, trong truyền giới chánh phạm nó rõ ràng. Cái ông hòa thượng đằng đầu già quá để cái tên không à, chứ không có ngồi. Nhớ cái chỗ này, không có ngồi được. Thì khi mà có một người đại vị ngồi, nó cái tên của ông đại vị này chứ không phải ngồi cái tên, không có nó cái tên của cái ông mà vắng kia. Nó vắng kia thì giới tử nó giấu giới sư. Nó rõ ràng cái ông đó vậy mà sao nói cái ông kia làm sao? Thấy không? Nên bây giờ mình cái lỗi xưa nay ưa mượn cái gì mà hòa thượng thiệt đức độ, lấy cái tên để đó thôi, dòm lên là ủa sao ông này, nó hòa thượng này, ủa hòa thượng trí tịnh đây sao ha? Nó trật đó, mấy cháu chó xưa nay mình làm vậy nó không trúng, không có trúng. Dạ, à. Thưa còn thêm một điều nữa là à, như hồi nãy Ngài dạy là khi sướng tiêu tướng, thí dụ như giờ trừ, thường thường là chúng con, thí dụ như à, khi sướng tiêu tướng là từ góc Đông Nam qua các Tây Nam, thì Ngài nói là Phật từ ra. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật chính giữa đây, thì tụi con nếu kéo dài như Ngài kéo qua như vậy thì bỏ cái góc đó hay sao? Chúng con mà không thưa cái góc thì mình lấy phía giờ này cũng được, mình kéo dài để chịu khó mình chỉ. Dạ. Mình không khó mình chỉ. Thì có thể là chúng con kéo dài qua góc đó nhưng mà trừ Phật ra. Trừ Phật. Thì mình có nói là trừ Phật ra không? Trừ Phật cho anh ta thấy nó rõ. Dạ dạ. Anh nói kỹ như vậy. Dạ. Tại vì mình tránh vấn đề Phật không phải là tăng. Yeah. Mà cái việc này làm việc của tăng không có chỗ này không phải chỗ Phật. Yeah. À, cái điểm thứ ba nữa là con muốn thưa là hồi sáng con có thưa hòa thượng, thì hòa thượng có dạy con là à, khi mà con có một cái chùa cách 20 cây số là chúng con có cái vườn, thì ngài dạy con phải giải cái giới
cái cương giới của chúng con ra để nói, chúng tôi sẽ dạy kiên giới biệt xuất. Biệt xuất lợi dưỡng riêng, Bồ Tát riêng có trong này, đến chút xíu ra nói. Có những cái trường hợp đó. Con muốn thưa thêm cái chỗ là ví dụ như vậy thì khi con giải kiết lại thì cái giới bất thất y chúng con thể kết luôn vô trong cái vườn đó được không? Được, cho kiên giới bất thất y hai nơi. Mà chẳng những hai nơi mà Đức Phật cho con đường đi tới đó luôn nữa. Mình để đi vô cái đường đó mỗi bên mấy thước được hết rồi. Có, Phật nó rộng lắm. Thế mình học là nó thông mà nó dễ, không có lỗi gì hết. Hay cái này là cái đại chúng không hiểu thì cứ mình ở thế thông nha. Tại vì cái này là ai chùa ai cũng là lấy kết cái cương giới đó cho nó trúng. Kính bạch hòa thượng, chúng con thiết nghĩ rằng Phật đã nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh và nhất thiết chúng sanh giai tham đắc Phật, nghĩa là nói chung là loài hữu tình, tất cả những gì nó cũng đều có Phật tánh của nó, con trâu con bò vân vân. Nhưng mà trong cái tư thế của chư ni và chư tăng thì kính bạch ngài, tại sao khi mà nói về đời an cư thì pháp tâm niệm thì chư tăng thì được quyền nói theo trong tâm niệm mà chư tăng thì được quyền đứng trước tượng Phật hoặc quỳ trước tượng Phật để nói đến cái tâm niệm của mình về chư đại an cư, nhưng mà chư ni chúng con gần như không được nói mà phải yên lặng, phải không? Tại vì Đức Phật nói là tỳ kheo đi không được, ngủ một mình, lội nước một mình, ở một mình, không có được một mình, thành không có tâm niệm an cư. Luôn luôn lúc nào Phật muốn bảo vệ mạng hạnh nạn, phạm nạn cho người phái yếu đó, nên không cho ở một mình. Đó, Phật muốn bảo vệ. Con mình đẹp quá, cha mẹ đâu cho ở mình đâu, cũng phải là có nhiều người để bảo vệ chứ. Thành ra nói cái phép tâm niệm an cư cho chư ni nó gần như là nó không có, không có mà không. Tâm niệm an cư nó nói chung, mà là nói chung và có pháp an cư đó là tăng là chính. Tại vì hiểu ý của Phật nó như vậy, tại vì muốn bảo vệ lúc nào cũng người nữ là phải yếu. Phật lo kỹ hơn đó, nó có cái đi khi bên tăng ta ganh nữa chứ. Phật lo kỹ quá mà là đứa con gái của Phật, con trai Đức Phật làm lơ đi, cứ bỏ nó đi an cư và cho đi 40 ngày ra ngoài, thả lỏng 40 ngày, con gái cho đi 7 ngày thôi, nhớ. Như vậy thì bạch hòa thượng, bà thượng nói gì thì con cũng là hiểu và con cũng biết được cái tình ý của Phật ngày xưa. Nhưng mà trên thực tế hiện nay nói vấn đề bảo vệ thì cũng hơi khó đó nè. Tại vì chư ni ở riêng hết, đâu có ở lăng nhã nữa đâu. Lăng nhã là chắc chắn không có rồi, nhưng mà quần thể của thất thì nó nằm ở trong một cái điều kiện khác, cho nên hôm nay thì nó cũng có rất nhiều khó khăn. Và cũng ngưỡng mong cho tôn đức từ mẫn trong một điều kiện thì học luật thì nói như thế này rất là trôi chảy và thoáng, tuy nhiên trong phương pháp hành xử và ứng xử thì hiện nay thì chư ni chúng con còn gấp phải nhiều phương diện mà chúng con đang đối mặt với chư tăng Di Đà Phật. Cũng như là trong cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, luật sư xin cho con hỏi về vấn đề cương giới và ngữ dục. Bạch hòa thượng, nếu ví dụ như một cái cương giới của một cái đại già lam, mà cái đại già lam đó chỉ cách cương giới là đại giới nhất trùng, đại giới nó không có giới tràng, thì khi Bồ Tát ni chúng con nhóm hợp hết một chỗ để Bồ Tát, vì nó có duyên sự thì phải gửi dục, nếu thân ở trong phương giới đó thì phải gửi dục, cái này con hiểu. Nhưng ví dụ như một cái đại nhà lam đó đại giới có giới tràng, khi đến ngày Bồ Tát đại chúng đều văn tập trong cái giới tràng đó, trong cương giới của giới tràng đó, Bồ Tát làm yết ma Bồ Tát, thì những vị nào có duyên sự không lên Bồ Tát mà thân ở trong đại giới có gửi dục hay không? Thưa hòa thượng, nếu mà gửi dục thì theo tinh thần của pháp Phật cho cái cương giới giới tràng khi làm các Phật sự, ví dụ như cần một số chúng là 5 người, 10 người hay là 20 vị để làm cái pháp sự đó,
đủ làm pháp sự đó, còn tất cả đại chúng ở trong cương giới và đại giới đó không phải nhóm họp mà vẫn không có lỗi, vẫn không gửi dục. Tà, như vậy thì các pháp mà Yết Ma Bồ Tát có phải là một pháp trong các pháp Yết Ma hay không? Nếu phải, tại sao mà Bồ Tát thì khi đại chúng đã ở trong hết trong giới tròn Bồ Tát rồi mà những vị có duyên sự ở trong đại giới phải gửi dục, nếu không gửi thì phạm lỗi việc chúng, mà có pháp sự khác thì không có lỗi. Nam Mô Di Đà Phật, xin Hòa Thượng giảng nghi cho con. Xưa nay mình quen á, là một cái đại giới có cái giới trường, mình quen có gửi dục. Thật sự căn cứ trong cái ý nghĩa của giới trường, nếu mình có, không cần gửi dục. Không cần gửi dục. Gửi dục khi trong đại giới không có giới trường thì tất cả đều phải lên. Từ giới trường là phân làm đỡ nhọc những người khác, đại chúng đó. Nhưng mà nói là có giới trường không gửi dục, không lên thì tăng chúng lười biếng, nghe nó không lỗi thì không lười biếng, không chịu lên. Nhà chúng nhớ thì có đó cái phương tiện. Chứ nếu đại giới có giới trường không gỡ dục, không lỗi việc chúng. Nhà chúng nhớ chỗ này. Nhưng mà không làm như vậy á thì có giới là ngủ à, nó ỷ y là không có phạm việc chúng, nó lỗi. Nhà chúng nhớ là có giới trường là có cái ranh giới riêng rồi. Nhớ chỗ này, không cần gửi dục. Là đối với những người trong phạm vi của đại giới. Còn ví dụ như không có giới trường mà có cái nhà Bồ Tát, nói nhà Bồ Tát rồi là mai 7 giờ là Bồ Tát khuya nay 5 giờ đi, cần gửi dục không? Đâu có cần ha, tại vì 7 giờ Bồ Tát mà giờ 5 giờ mặt trời mọc, ta chưa mọc mà ta đi mất rồi, làm sao cần gửi dục để làm gì? Thầy chúng nhớ phải, mình hiểu quá đó ha. Chớ là nếu 4 giờ mình Bồ Tát ha, là nếu mình gửi dục 7 giờ Bồ Tát, 6 giờ Bồ Tát, 4 giờ 5 giờ gửi dục cũng phi pháp. Gửi dục ngày trước ngày sau nó phi pháp, nhớ. Hay là mình gửi dục ha, rồi là mình đi, đi rồi hồi của mình trở lại nữa thì cái dục mình gỡ đã mất rồi, mà mình không lên thì cũng phạm biệt chúng. Hiểu cái giới trường nó như vậy. Mà giờ nó, nếu mà giới trường nó là thôi để cho một số người thôi, chỉ có 10 vị lên nó Bồ Tát, tôi dưới này tôi ngủ không cũng được, thì cái đó thì nó tránh cái điều đó, là nó là tao mới đưa ra vậy. Chứ mình không có lỗi. Có giới trường mình không lên, không cần gỡ dục, để có cái ranh giới nó rồi. Thành ra chúng có chỗ nào thắc mắc để hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, cái điều này nó chưa xảy ra, nhưng mà Hòa Thượng dạy, con thấy, con cũng thấy có một điều con thắc mắc, thì con muốn thưa để Hòa Thượng chỉ dạy. Trường hợp ví dụ như vậy, chúng con Bồ Tát đi mà bất thình lình có một vị tỳ kheo ni hoặc là tỳ kheo tăng nào đến, mà trong lúc đang yết ma, thí dụ đang yết ma mà chúng điệu không biết, ra mở cửa thì người ta bước vào cửa, thì lúc đó thì chúng con sẽ có bị phi pháp không, thưa Hòa Thượng? Không được, đâu tới đó đâu ta biết tác tăng sự, ta không có cho vô. Dạ thì bây giờ gì đóng cửa vô. Đóng ta cửa đang Bồ Tát mà vô gì ông biệt nó là quan đại thần, nó cho vô, trừ ông vua dạ, cho vô, vô nghe Bồ Tát dạ, đóng cửa dạ. Chứ đóng cửa lại chứ là dạ, đâu ấy, đâu có làm việc khác. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Dạ. Dạ. Bà Thượng, dạ, con xin hỏi thêm Bà Thượng một tiếng này nữa. Đây. Có ai hỏi, cứ ai thắc mắc thì cứ hỏi. Dạ. Bây giờ trên phương diện an cư thì giáo hội có hành chánh. Ví dụ như cấp tỉnh có hành chánh cấp tỉnh, huyện có cấp huyện. Bây giờ nói như huyện, ví dụ huyện ấn định là ngày 16 là an cư chung, nhưng mà ngày 9 năm 10 gì đó thì huyện là thông báo về cơ sở huyện để mà an cư hành chánh, có mời chánh quyền vân vân và tất cả để tuyên bố trong cái huyện có bao nhiêu điểm an cư. Như vậy thì bạch Hòa Thượng, trong tinh thần đó, nếu như Hòa Thượng dạy rằng khi mà chờ đến cái huyện tuyên bố hành chánh xong rồi thì trú xứ nào về trú xứ đó mới là an cư, hay là
chưa hành chánh của huyện mà chúng con lại đi an cư trước có được hay không? Tại mình an cư trước thì nhà nhà giáo hội không rày, giáo hội nó mình xé ra, mình đi trước giáo hội nhiều chỗ vậy đó, thành phố cũng bị vậy. Dạ. Là thành phố làm 16 an cư mà 12 nhiều chỗ an cư, ban tăng sự ông cầm ràm, ông nói là chưa có dòng thông báo gì mà là mời mà mời thiệp an cư rồi. Thế thì cũng được, trong phi pháp mà hành chánh không có liên quan gì vấn đề tác pháp an cư hết á, nhưng mà giáo hội có quyền tự nói được. Yeah. Ta nói mình không có nghe lời ta. Yeah. Chứ không có liên quan vấn đề ăn cư của tăng ni gì hết. Nhưng chánh mình phải tuân theo. Yeah. Tại luật pháp ở đó, ta chỗ nào mình có tuân theo như vậy. Như vậy là nó có phi pháp mà nó không phi đi. Không có phi pháp, ở đó nó không phi pháp luôn. Cái việc ăn cư có liên quan về hành chánh. Không có ăn cư về hành chánh gì hết. Yeah. Nhưng mà nó có cái là không đồng bộ thôi. Yeah, nhưng mà cái sự mà hòa hợp của cái tập thể, cái sự mà là vì cái hành chánh. Nó phải nó như vậy, sắp xếp như vậy. Dạ. À, vậy đó. Dạ. Rồi ai có cái ý kiến là nói. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng. Hòa Thượng cho con xin hỏi những điều mà chúng con còn thắc mắc. Cũng như là theo cái thường lệ hồi xưa tới giờ, con ở các nhà Lam, khi mà Bồ Tát, tất cả tỳ kheo đều lên Bồ Tát, những vị nào còn ở trong cái đại giới của Già Lam đó thì phải lên giới dục. Đó là thường lệ như vậy. Nhưng 3 năm nay chúng con lại thấy cái điều làm trong cái yết hạ an cư đó thì nói rằng ở trong cái đại giới đó không cần giới dục. Mà những vị nào có Phật sự như nấu ăn hoặc hành đường, tất cả những việc công tác đều không cần gửi dục. Có nhiều một số chị em có cái sự thắc mắc tại sao xưa nay ở trong cái đạo tràng đó đều phải gửi dục, hôm nay là đổi lại như vậy. Thì trong cái đó có cái sự tranh cãi, đó là gửi dục cũng được, không gửi dục cũng được, nhưng mà vẫn không đi Bồ Tát. Rồi những chị em tự do ở dưới, muốn Bồ Tát thì không muốn thì ở dưới. Như vậy con thì quản chúng, con nhắc nhở nói với chị em nếu mà không lên Bồ Tát tức là không đúng pháp, còn nếu như không Bồ Tát thì phải gợi dục trước khi Bồ Tát, như vậy là không đúng. Cho nên cái sự tranh cãi nhưng đôi khi con chị em cũng không đồng lòng lắm, đó là trường hại của con đã kích hạ. Với thứ hai nữa cũng như như hồi nãy Hòa Thượng nói là trong cái đại giới á, thì có những cái già lam nhỏ đều đến quê lâm để kiết hạ hoặc là ở các xã thị xã đến kiết hạ. Nhưng mà khi chúng con kiết hạ rồi trở về trụ xứ của mình ở, nhưng chúng con đó là nương quê lâm tự để kiết hạ an cư. Như vậy chúng con về các cái tỉnh thất hoặc về các cái nơi trụ xứ của mình ở, như vậy là nó đúng pháp hay không? Như xưa thì chúng con đến một trụ xứ an cư 3 tháng thì không ý đi trở về cái tỉnh thất của mình. Nhưng vì cái sự mà trong thời gian ấy 3 năm như vậy thì có những gì xảy ra ở tự là Già Lam của mình. Cho nên là mấy năm nay chúng con chỉ đến kiết hạ thôi, rồi tùng hạ thôi rồi trở về. Như vậy là khi chúng con không cái xin là ra ngoại giới như vậy là có đúng hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Trở lại cái câu hỏi thứ nhất hồi nãy xin hỏi là trong cái đại giới đó có cái giới trường không? Nếu thật sự nãy có, nếu có thì chúng ta có thể là di du là không cần gửi dục theo cái ý của cái cương giới. Tuy nhiên là muốn để cho có cái sự tinh tấn không phạm, nhưng mà nó có cương giới là họ không có gợi dục, họ không lên. Thì cái đó là cái xưa nay giàu có cái giới trường cũng vẫn gợi dục, ý nghĩa vậy. Nhưng mà ta có ranh giới rồi không phạm, nhưng mà cái đó thì không ai nói ra rộng hết đó. Rộng họ lợi dụng cái đó, họ cứ là tôi làm bếp làm cơm làm đồ không lên, chứ có cương giới riêng biệt rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Hòa Thượng, như là nói là trong cái đại giới không cần gửi dục, như vậy là khi con ở các già lam khác
là khi nếu mà ở trong cái đại giới của già lạc ấy á, nếu không lên Bồ Tát thì phải gỡ dục, không gỡ dục thì phải đi ra khỏi cái cổng chùa hoặc là cái đại giới của trái tràng đó. Đại giới đúng, nếu mà không có cái giới trường thì giới trường phải ra khỏi cái chùa chứ. Dạ, qua khỏi cái chùa ra đó. Khỏi cái chùa chứ đâu có được ở trong đó. Dạ. Không gỡ dục thì nó phi pháp rồi. Như vậy mà khi chúng con 3 năm nay Bồ Tát á là chị em tỳ kheo rồi ở dưới quá nhiều, nhưng đi. Mà có giới trường hay không, có lên giới trường Bồ Tát hay không, không muốn hỏi chỗ đó có cái vô giới trường Bồ Tát không. Dạ không, mà có kết cái giới trường không, có cái giới trường Bồ Tát trong cái chánh điện của bạch hòa thượng mới trong điện giờ. Mà có vô chánh điện Bồ Tát không? Dạ không. Ủa, bạch hòa thượng có nghĩa là chị em từ bên ngoài đến có đại giới nhưng mà không vô giới trường, đại giới tức là ở trong cái gọi đại giới. Đấy, nhưng mà Bồ Tát trong giới trường hay không? Bồ Tát trong giới trường mà chị em đang ở trong đại giới chứ chưa lên giới trường. Có thể được, có thể được là không gỡ dục, có thể được. Nhưng mà nếu mà lấy lý do nó được thì không ai Bồ Tát hết trơn á. Dạ. Cái đó là cái lý. Thì nãy thầy nói là cái giới trường là đỡ nhọc những người khác làm cái ranh giới đàng hoàng. Nhưng mà ý là có giới trường ở nhà ngủ, mà làm cái này ngủ làm lên Bồ Tát thì không được, là thiếu dân tinh thần mà hòa hợp. Như vậy con thấy những cái năm trước á, là khi mà mỗi lần đi Bồ Tát thì gỡ dục hết. Thì cái sự tình trạng mà ở dưới rất là ít, nhưng mà khi mà không gỡ dục nữa là tình trạng ở dưới rất là nhiều. Có thể tụng thì khen rồi Bồ Tát không tụng, rồi ở dưới thoải mái luôn. Thì con thấy như vậy là con hơi Phật, buồn, hơi phiền cái chỗ đó. Phật cũng có chế đó, không cho gỡ dục phân nữa. Tất nhiên là 10 người gỡ dục hết 5 người rồi, hoặc giả là hơn 5 người nó không cho gỡ dục. Gỡ dục ít hơn cực chẳng đã chứ, mình là biến gỡ dục không được. Mà cái đó là cái quan trọng. Rồi câu thứ hai hồi nãy là sao à? A Di Đà Phật, cũng như là trong cái đại tùng lâm của chúng con có 2-3 cái kiết khạc điểm kiết hạ an cư. Chúng con là ở các nơi xung quanh, cái thất ở chùa quê đất. Nhớ, là thật sự mình an cư trong cương giới của mình tác pháp. Mà mình an cư, mình đấu thú cái chỗ trong mình, mà mình đi ra ngoài thì ngoài cương giới đó là nó phạm. Hoặc thưa tăng như thế nào đó, thì mình mới đi lại trú xứ đó là an cư. Hoặc giả lợi tới đó mình tác pháp rồi mình về ngay chỗ xứ mình tâm niệm an cư hay như thế nào đó tại trú xứ mình. Tại vì cái luật mình tuyên bố là thưa với Phật với tăng an cư nơi trú xứ này, mà mình ra khỏi cương giới thì đi ngoài ra khỏi cương giới là đại giới của người ta rồi, thì nó trật chứ sao. Vậy là ra chúng con phải vào trong 25 để mà kiết hạ an cư, tức là ở luôn 3 tháng. Nhưng vì cái lý do là chúng con còn cái tình thất và cái chùa nhỏ của mình, cho nên đồng phải trở về. Như vậy là không đúng. Không, ngoài Bắc họ giữ được cái này hay. Dạ. Những vị trụ trì những cái chùa 3 tháng ân cư về tập trung hết. Mà ngoài Bắc chỉ cho 1 tháng về 2 lần. 2 lần là cho Bồ Tát, là cho sám hối dẫn hướng dẫn Phật tử. Tất cả trụ trì rồi ấy không có gì về chùa, mình ở dưỡng chùa, lo gì chùa không có đâu. Ngoài Bắc còn truyền thống. Còn bây giờ trong Nam này hư một cái là tùng hạ. Thành hậu có vô tùng hạ, luật không có vấn đề tùng hạ. Tùng hạ thì thí dụ nguyên đại tùng lâm này tùng hạ cái một cái chùa nào lớn đó, tới Bồ Tát tụ lại, hay là gọi điện thoại bữa nay có trai tăng 500 người, mình xách áo lại rồi cái trai tăng rồi phải chạy về. Thì thành phố có trường tình trạng này, báo cáo cái trường hạ tôi 200 rồi là các trong quận tất cả các chùa là tùng hạ rồi là khi mà kiểm tra thành hội là kiểm tra 4-5 người tùng hạ, và khi có trai tăng thì hỏi bao nhiêu người 100 người, mà cái tụ lại để mà lấy bao thơ rồi lấy bao thơ rồi về hết không được. Cái đó là cái mà nó tệ trạng của cái vấn đề không có tùng hạ. Thầy chúng nhớ không có chữ tùng hạ, Phật không có nói. Dạ, nhưng mà bạch hòa thượng, miền Nam tụi con tuy là không nhất quán nhưng mà cũng có một vài nơi, đặc biệt là tụi con thấy tỉnh Tiền Giang, bên cạnh đó là Bến Tre, thì hai cái tỉnh này hết sức là gần nhiệt. Tỉnh Tiền Giang là gần như là 99 quý ni trưởng lớn
đi kiết hạ 3 tháng ở một điểm nào được quy định. Thật sự là rất cảm động khi tụi con đến đó, tụi con đến thăm trường hạ, tụi con rất cảm động. Quý ngài có ngài 80 tuổi hơn, có ngài tới gần 90 tuổi mà quý vị trưởng con vẫn viên mạnh trong 3 tháng ăn cư. Thì đó thì hồi thôi xin ngài cũng quan nghỉ. Tuy rằng nó không nhiều nhưng mà ngài khen một xíu để cho con nở mặt nở. Không có, bây giờ cái miền nào nó cũng cái hay, cũng có cái dở, cũng như miền Bắc. À, chúng tôi ra phê bình miền Bắc rất nhiều. Đức Phật nói rằng tỳ kheo ni không được ăn cư nơi không có tỳ kheo. Mà miền Bắc thì cái chùa tăng ăn cư, chùa ni ăn cư một chỗ một, nhưng mà có khi kết giới chung, có khi kết giới riêng. À, tại vì sao? Có nhiều lý do. Như năm ngoái chúng tôi đến dạy ở cái chỗ huyện Quốc Oai, chỗ chùa Thầy á, mà 199 vị hành giả ăn cư mà có 5-6 ông tỳ kheo không à, còn nhiêu là mấy bà tám gần ta 90 mấy vị tỳ kheo ni. Mà nếu nó chia ra trường hạ tăng không có đủ người, mà Phật mà giáo hội nó 30 người mới cho lập cái ăn cư tập trung, thành bây giờ bắt buộc hai bên phải ăn cư chung. Mà cái chú xứ nào cũng là tăng ni ăn cư chung một chùa, ngoài Bắc đó cái truyền thống. Nhưng mà có chỗ thì kết cương giới riêng của ni riêng, tăng riêng, cái đó cũng có. Thì chỗ nào cũng khuyết hết chứ không phải chỗ nào nó hay. Thôi mình nghỉ, tới giờ nghỉ 15 phút, coi như 9 giờ rồi sau giờ tiếp tục để mình bàn. Nhất là vấn đề này cũng cần bàn rộng. Thôi để vô rồi mình bàn thêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.